nghèo cùng và giàu có. Hôm nay tiết trời đẹp, chúng con đến đây tản bộ, nhân tiện ghé chùa thắp hương. Đứng qua, quan nghỉ. Thanh Thanh, Thanh Thanh, hôm nay mẹ mình có chuẩn bị nhiều thiệt là nhiều bánh ngọt luôn đó. Để lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm dã ngoại nha. Nhưng mà chúng tôi còn phải quét chùa nữa. Không sao đâu sư huynh, chúng ta có thể quét nhanh một chút cũng được. Được rồi, vậy chúng ta xin sư phụ đi. Sư phụ đích thân pha trà thiệt là ngon đó. Sư phụ biết Chương phu nhân rất là thích uống trà, nên đặc biệt dặn dò bảo cháu chuẩn bị đó. Sư phụ từng quà, Quang Hỷ, hai chú cố gắng ăn nha. Dạ xin cảm ơn. Đây là bánh trung thu Liên Du, đây là bánh đậu Hòa Lan. Ngon quá à. Mọi người cùng ra đây ăn điểm tâm thiệt là tốt. Thường ngày cha không có rảnh đi cùng chúng tôi, chỉ có tôi và mẹ tôi đi thôi à. Nhiều người thì chỉ ồn ào thôi. Quang Hỷ, Quang Hỷ à, đừng có ngẩn ngơ dưới ánh mặt trời như vậy nữa, như vậy sẽ trúng nắng đó. Bánh điểm tâm Dương phu nhân làm thiệt là ngon, nước này nào cũng được ăn thì tốt biết mấy ha. Đúng rồi, cũng mong là ngày nào cũng được ăn như vậy ha. Nếu chúng ta là người giàu có thì ngày nào cũng có thể ăn rồi, lại còn mỗi ngày không cần quét sân, tách nước, nấu cơm nữa, có đúng không? Việc này hay thật, muốn làm người giàu có quá. Nếu con là một người giàu có thì nhất định ngày nào cũng rất là vui, vì ngày nào cũng có điểm tâm ăn không hết. Ồ, Tương Hòa, con có cảm thấy như vậy không? Ngày nào cũng ăn mấy cái bánh ngọt này thì sẽ mập đó. Con cho rằng ngày nào cũng được vui vẻ như vậy là tốt rồi. Thưa sư phụ, người nghèo khổ không nhất định là phải thật sự nghèo khổ, người giàu có cũng không nhất định là phải thật sự giàu. Thưa sư phụ, vậy nghĩ là sao? Nếu lòng mình biết đủ thì cho dù có nghèo cỡ nào cũng là giàu có. Nếu như lòng mình không biết đủ thì cho dù có giàu có cách mấy cũng chỉ là bần cùng. Tiểu sư phụ Quang Hỷ, sao chú lại đến đây? Sư phụ nghe nói bà rất thích trà của người, nên biểu cháu đem một ít đến biếu bà. À, cảm ơn, thật là cảm ơn sư phụ lắm. Dương phu nhân, bà bị sao vậy? À, không có gì. Đời người thật ra được vui vẻ là tốt rồi, đâu cần phải tích chứa của cải nhiều như vậy chứ. Con người thường vì theo đuổi lòng tham muốn mà quên đi sự vui vẻ bình thường. Tôi thà nguyện đừng có giàu có như vậy mà sống được tùy thích, tự do một chút. Nhưng ngoại à, ông phải nhớ uống trà đó nha. À, không được đâu phu nhân à, tôi đang bận lắm. Cha, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm ngắm trăng sáng đi có được không? Đúng vậy, đi ra ngoài ngắm trăng đi. Không được, đây là công việc buôn bán lớn, mấy người cứ tự đi đi. Lần nào cha cũng không chịu đi với con, cha thiệt là đáng ghét quá. Chúng ta đã đủ giàu có rồi, cần gì kiếm nhiều tiền như vậy chứ. Được rồi, bà đừng có đứng đó mà lải nhải nữa, bây giờ tôi không có rảnh đâu. Viên ngoại thường ngày buôn bán quá bận, thường ngày muốn nói thêm mấy câu cũng không có dễ gì. Chẳng trách gì lần trước viên ngoại không có đến ăn cơm giả ngoại. Đúng vậy, cũng may là có hai vị sư phụ Tường Hòa, Quang Hỷ đi cùng chúng tôi. Tường Hòa, cẩn thận đừng bước tới đâu nha. Các người làm gì đó? Tôi và cha tôi phát hiện ra có rất nhiều lúa quang ở trong rừng đó, nên đặc biệt đem về một ít cho hai người. Quang Hỷ đến thật đúng lúc, hãy cùng chúng tôi phơi lúa đi. Chú nhìn kìa, đằng kia có một xe nữa đó. Wow, có nhiều như vậy hả? Có 4 người thì có lực sức gấp 4, nhất định chúng ta sẽ rất nhanh chóng phơi xong thôi. Mọi người chắc chả lắm rồi, nè, nghỉ một chút đi, uống trà đi. Thưa sư phụ, con vẫn chưa có phụ giúp mà, uống được không vậy? À, đương nhiên là được. Sư phụ ở bên trong nghe thấy tiếng của con nên đã rót cho con trước đây nè. Cảm ơn sư phụ. Được uống trà cùng mọi người thật là tốt. Con thà nguyện cùng với mọi người phơi lúa, uống trà, chứ không muốn trở thành người giàu có, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền thôi. Hả? Quang Hỷ à, đệ đang nói cái gì vậy? Đây là một vị giọng rất tốt. Xem ra Quang Hỷ đã hiểu biết về sự khác biệt giữa giàu có và bần cùng rồi. Nam mô A
mưa.